Chào mừng các bạn đến với chương trình Podcast Chàng Ngốc Già. Thì cái chương trình Podcast ngày hôm nay rất là đặc biệt. Thì Chàng Ngốc Già rất là vui mời một cái người khách rất là đặc biệt hôm nay. Đó là cái khách mời nữ đầu tiên của chương trình Podcast Chàng Ngốc Già. Đó là chị Thân Thục Quyên. Thì nhiều người cũng biết chị Quyên rồi, nhưng mà mình cũng thêm một số thông tin, đó là Quyên là một trong top 10 nữ doanh nhân kế nghiệp của cái tạp chí Forbes bình chọn. Ngoài ra thì Quyên còn được biết đến là một cái người có rất là nhiều các cái hoạt động vì cộng đồng, các cái chương trình hỗ trợ cho phụ nữ yếm thế, rồi cái phong trào bóng rổ ở Việt Nam giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong cái giai đoạn Covid như ngày nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì Quyên cũng rất là tích cực các cái hoạt động hỗ trợ của mình. Thì trong cái buổi podcast ngày hôm nay đó thì Quyên sẽ chia sẻ một số cái về cái công việc của Quyên, rồi một những cái mà có thể chia sẻ với các cái bạn trẻ. Thì câu hỏi đầu tiên đó là với những cái người mà biết Quyên đó, Quyên thì có thể nói rằng là Quyên được sinh ra ở vạch đích so với rất nhiều người rồi. Nhưng mà cá nhân của Chàng Gốc Già thấy đó thì đây là nó trách nhiệm hơn. nếu không nói nó là gánh nặng hơn, thì Quyên có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này không? Dạ, xin chào anh Trí, xin chào tất cả các bạn theo dõi podcast Chàng Gốc Già hôm nay. Đối với Quyên thì nghĩa đen của cái câu nói là sinh ra ở vạch đích thì nó đã có tất cả, đã có tất cả rồi và mình không có cần phải cố gắng gì hết. Tuy nhiên, ở một ý nghĩa sâu xa hơn thì Quyên cho rằng một người nếu được sinh ra ở vạch đích thì bản thân họ còn phải cố gắng hơn rất là nhiều nữa. Việc sinh ra ở vạch đích là một điều may mắn vì họ không phải bon chen và chật vật trong cuộc sống. Nhưng song song đó, nó mang đến một trọng trách rất là vô hình mà mỗi người phải nỗ lực rất là nhiều để duy trì những cái giá trị mà người đi trước đã gây dựng nên. Vì vậy cho nên là cái việc Quyên luôn hướng đến cái sự độc lập trong cuộc sống và luôn muốn mọi người nghĩ, không có muốn mọi người nghĩ mình là dựa dẫm vào gia đình. Thực ra mình có được gia đình hỗ trợ rất là nhiều, việc thì cái đó là may mắn của mình. Nhưng mà vì vậy cho nên nhờ vào cái sự hỗ trợ đó cho nên là mình cảm thấy rằng mình không cần phải làm gì đã có đầy đủ. Thì khi xã hội thay đổi, con người thay đổi và xu hướng thay đổi mà mình vẫn đứng ở đó, mình không thay đổi thì có nghĩa là mình đang đi thụt lùi. Vậy cho nên là cái quan điểm mà quan tâm đến việc mình đang có sẵn những gì thay vì là mình quan tâm đến việc mình đang có sẵn những gì, thì mình quan tâm đến việc là mình đã và đang mang lại được những lợi ích gì cho xã hội, và mình càng nỗ lực giúp đỡ những người xung quanh để giúp cho họ tìm được vạch đích của chính mình. Thì anh rất là đồng ý cái quan điểm này của Quyên. Thứ nhất là Quyên là một doanh nhân, rồi Quyên là phụ nữ. Có nhiều người chưa có hình dung được rằng là thấy làm sếp, làm doanh nhân thì sướng, nhưng mà họ không có hình dung được rằng là cũng rất là vất vả. Các chuyến công tác nhiều khi công việc phải suy nghĩ, cũng phải thức đêm thức hôm rất là nhiều. Thì cái áp lực giữa một cái người nói chung là làm doanh nhân mà là đàn ông đó, thì cũng đã vất vả, đã mệt rồi, thì với phụ nữ thì nó có vất vả hơn không Quyên nhỉ? Theo như em thấy thì thực ra làm doanh nhân thì ai làm doanh nhân cũng cực hết anh. Nhưng đúng mà rồi thì đúng là phụ nữ thì có cực hơn, tại vì ở vị trí của một phụ nữ thì khi nào cũng sẽ phải chu toàn cho gia đình. Nếu như mà phụ nữ độc thân thì còn đỡ hơn, nhưng mà nếu như phụ nữ mà có gia đình rồi thì phải lo cho con cái, rồi phải chu toàn cho gia đình hai bên. Em nghĩ là ở môi trường phương Tây hay là châu Á mình đều như vậy hết. Thực ra ở phương Tây thì nó sẽ đỡ hơn về những nghĩa vụ hai bên của gia đình hơn. Nhưng mà song song đâu đó thì những cái việc là con bị bệnh hoặc là chăm sóc con rồi dạy cho con học thì người phụ nữ vẫn sẽ đảm đương, kể cả mình vẫn có thể chia sẻ 50% trách nhiệm với người chồng đi nữa, thì mình vẫn sẽ phải là cái người chu toàn hết tất cả để đảm bảo được cái việc trong gia đình nó ổn thỏa.
Tại vì anh thấy thật ra thì anh biết cũng rất là nhiều nhiều CEO nữ ha, nhiều nhiều gọi là chairman rất là giỏi là phụ nữ, nhưng mà có một cái cản trở họ không có thuận lợi cho phụ nữ là đúng như em nói, đó là về 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 gia đình, về con cái, họ mất nhiều thời gian hơn. Cho nên mà nếu mà có cái sự chia sẻ của cái partner, cái người chồng của mình đó, thì họ sẽ được hỗ trợ hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Thì Quyên nhận xét như thế nào về cái cộng đồng nữ doanh nhân ở Việt Nam hiện nay? Thật ra thì so với trên thế giới thì cũng còn ở trên thế giới thì theo anh biết là hiện nay là người ta rất là ủng hộ cái chuyện là bình đẳng giới nữ trong các cái công việc về về quản trị, quản lý doanh nghiệp, rồi về kinh doanh. Thì không biết rằng là cái quan sát của Quyên trong cái cộng đồng nữ doanh nhân ở Việt Nam của mình hiện nay như thế nào, Quyên nhỉ? Đối với em thì thực ra bây giờ cái số lượng nữ doanh nhân và cộng đồng mà nữ doanh nghiệp hoặc là nữ khởi nghiệp hiện tại bây giờ đang phát triển rất là mạnh. Hầu như tất cả các bạn nữ khởi nghiệp và các bạn nữ nắm những vị trí CEO hoặc là những vị trí cao và nhiều những vị trí quản lý trong công ty đang đang chiếm ưu thế và đang gia tăng hơn ngày xưa rất nhiều. Ở các công việc hiện tại bây giờ và những cái cộng đồng phụ nữ bây giờ thì kể cả em thấy có những cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp rồi những hội doanh nghiệp nữ giống như là Hawi rồi những cái hội doanh nghiệp nhỏ phụ nữ cộng đồng khởi nghiệp rất là nhiều. Và em thấy đó là những cái tín hiệu vui cho ở vị trí là phụ nữ khởi nghiệp. Đúng rồi. Cái cộng đồng của mình nó rộng hơn, nhưng mà kể cả trong cái giới nghiên cứu đó Quyên, người ta cũng nói rằng là có khi mà cái người phụ nữ nằm trong ban lãnh đạo hay là làm lãnh đạo đó, thì nó đem lại những cái giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Thì theo Quyên là những cái giá trị đó là từ cái gì, ví dụ như có thể là do cái đặc tính của cái người phụ nữ hay sao đó, nó làm cho cái việc quản trị rủi ro của doanh nghiệp, hay là trong cái việc mà cái có một cái gọi là nhạy cảm về trong cái ra quyết định hay không, ví dụ như thế. Thì không biết là cái trải nghiệm của Quyên hay là cái quan sát của Quyên về cái việc này nó như thế nào. Giống như em chia sẻ lúc nãy á, thì là cái việc người phụ nữ khi đi làm việc thì vẫn phải chu toàn cho gia đình đó, thì người phụ nữ có một cái ưu điểm là họ multitask được, có nghĩa là họ vừa phải chăm sóc gia đình, vừa phải làm hỗ trợ những công việc nhà, rồi vừa vẫn phải đi làm và vừa phải đảm bảo hết tất cả những công việc đó, cho nên cái trách nhiệm của người phụ nữ trong công việc nó cũng sẽ đặt rất là in detail anh, có nghĩa là rất là tỉ mỉ trong công việc, và nhờ những cái tính tỉ mỉ trong công việc và multitask đó cho nên là họ cái khả năng mà hoàn thành tốt công việc và cái khả năng mà đã achieve được nhiều tự nhiều nhiều cái thứ trong công việc nó sẽ cao hơn. Và đó là như giống như anh nói, có nghĩa là khi mà hoàn thành công việc thì người phụ nữ sẽ là như một cái chìa khóa, một trong những cái chìa khóa tốt chủ chốt cho doanh nghiệp, dẫn đến cái sự thành công trong doanh nghiệp. Tại vì cái multitask đó nó sẽ giúp rất là nhiều thứ, cái sự tỉ mỉ trong cái tính cách đó nó sẽ giúp người phụ nữ trong những cái tình huống khó khăn, thử thách hoặc là trong những quyết định ra công việc, thì những cái tính cách đó họ sẽ giúp cho họ review lại những vấn đề trong công việc hoặc là review lại chứ không phải giống như một người đàn ông thì trong người đàn ông thì người ta chỉ có thể tập trung vào một việc thôi. Nhưng mà khi người phụ nữ thì người ta có thể chu toàn ok trong dự án này, nhưng mà người ta vẫn có thể xem và người ta có thể để ý đến những dự án khác và những cái công việc khác, thì lúc đó người ta sẽ giảm giảm được tối đa cái sự rủi ro. Ok, như vậy thì cái này nó cũng khớp với lại những cái gì mà giới nghiên cứu hàn lâm người ta cũng làm nha. Có nghĩa là đấy là những cái đặc điểm mà thường chỉ có, giống như là mình nói là trời phú cho cái người phụ nữ á. Người ta có một cái tố chất đặc biệt.
À, rồi thì Quyên thì là có thể coi là một cái thế hệ doanh nhân F1 ở Việt Nam đó. Tại vì nếu mà tính ra về mặt lịch sử thì kinh tế Việt Nam mình mở cửa là còn khoảng hơn 30 năm đúng không? Từ lúc mà mình bình thường hóa quan hệ với lại phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Thì anh thấy rằng là ở bên châu Âu này anh quan sát đó, khi mà anh đọc làm một số nghiên cứu mà về business, family business đó, thì anh thấy có rất là nhiều cái doanh nghiệp gia đình họ họ duy trì từ thế hệ này qua thế hệ khác, có thể là hàng trăm năm. Đặc biệt là những cái doanh nghiệp ở Ý, ở Pháp, ở Đức chẳng hạn, thì cái family business nó rất là mạnh. Thì anh nghĩ là anh thấy là ở Việt Nam mình bắt đầu cũng có cái thế hệ F1 nhiều rồi, có nghĩa là sau khi mà bố mẹ đã thành đạt trong công việc kinh doanh thì bắt đầu họ đang chuyển dần dần cho con. Thì cái sự chuyển giao thế hệ từ F0 sang F1 ở Việt Nam của mình nó như thế nào? Quyên nhà có chắc ít ít người hình dung được cái câu chuyện này. Theo như em thấy thì hiện tại bây giờ có ít nhất khoảng tầm 70% các công ty trên thế giới là công ty gia đình. Và theo số liệu thống kê thì hơn 100 doanh nghiệp gia đình lớn nhất ở Việt Nam thì đóng góp khoảng tầm 25% GDP cho cả nước. Thì các công ty này đang giữ vai trò sống còn trong việc thúc đẩy nền kinh tế. Nhưng mà hầu hết thì chỉ có khoảng tầm 1 phần 10 doanh nghiệp duy trì được đến thế hệ thứ 3, thứ 4 trở lên. Vì cái quá trình chuyển giao nó vẫn còn rất là nhiều thách thức giữa các thế hệ F0 qua thế hệ F1, F2. Vì cái quá trình chuyển giao này nó không phải là một thời điểm mà nó sẽ phải là một quá trình. Và cái quá trình này nó sẽ phải là một quá trình chuyển giao cả một sự nghiệp, chứ nó không phải là quá trình chuyển giao tài sản. Cho nên cái thách thức trong việc chuyển giao nó lớn nhất đó là phải dung hòa được cái sự khác biệt trong hệ tư tưởng giữa hai thế hệ. Và nó có rất là nhiều những cái kế hoạch mà cần phải đặt ra để chuẩn bị cho cái sự chuyển giao, chứ nó không phải là thực ra có một vài doanh nghiệp Việt Nam thì khi mà ba mẹ lớn tuổi thì nghĩ là ok, đến lúc mình phải nghỉ hưu rồi là lúc đó là ok, bây giờ giao cho con thì là giao cho con thôi. Nhưng thực chất ra đối với những doanh nghiệp nước ngoài thì họ đã có một cái sự chuẩn bị từ ít nhất phải là 10 năm để chuẩn bị một cái kế hoạch chuyển giao. Và có những cái gia tộc lớn thì họ đã chuẩn bị từ lúc mà đứa con đã bắt đầu vừa mới sinh ra là họ đã lên kế hoạch. Và để tại vì khi mà chuẩn bị ngay từ cái bước đó thì họ sẽ tập trung vào tính cách của một đứa trẻ, và họ sẽ biết được là trong cái trong trong gia đình của mình, những đứa con của mình thì đứa nào nó sẽ phù hợp với những cái tính cách quản trị, đứa nào sẽ phù hợp với những tính cách khác, và họ sẽ đặt để và họ sẽ rèn luyện trong gia đình. Tại vì cái tư duy trong gia đình nó sẽ ảnh hưởng đến tư duy quản trị. Đó là những cái việc chuẩn bị từ nhỏ là như vậy. Để mà đi sâu hơn về cái việc lập kế hoạch chuyển giao thì em thấy là những doanh nghiệp gia đình cần sẽ phải lên những một cái kế hoạch chuyển giao rất là quan trọng, và cần có sự chuẩn bị chiến lược kinh doanh đi theo với cái chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, chứ không nên là tôi đã chinh chiến rất là lâu rồi vì bây giờ tôi chuyển giao cho thế hệ F1. Thì cái việc đó nó sẽ là một cái sự chuyển giao không có suôn sẻ, mà nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái gap hoặc là những cái đổ vỡ trong cái sự chuyển giao sau này, và nó sẽ làm cho cái sự phát triển của doanh nghiệp nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn ở trong cái bước đường chuyển giao đó. Đúng rồi. Thì cái phần mà em nói cái family business đó, các cái doanh nghiệp gia đình đó, anh làm anh nhớ lại là ở trong trường của anh nó có một cái nhóm nghiên cứu rất là mạnh về family business đó. Thì có lần các bạn ấy công bố một cái kết quả nghiên cứu mà theo dõi các cái gia đình ở Ý, ở Pháp, ở Đức đó, lâu năm luôn đó, thì các bạn mới phát hiện ra rằng là cái chuyện mà thừa kế đó Quyên, nó cũng quan trọng là chọn người nữa nha. Các bạn đã nghiên cứu là ví dụ như chọn là cái người con thứ hai trong gia đình hay là người con cả, người con đầu trong gia đình, nó cũng quyết định đến cái việc duy trì doanh nghiệp đó hay không nữa.
thú vị phết đấy. Dạ. người ta nghiên cứu đến mức đó luôn đấy. Thực ra thì em thấy ở Việt Nam á, thì hay các gia đình hay lựa chọn là người con cả và là người con trai. Nhưng mà theo như em theo như em quan sát và em nghĩ cái xu hướng sau này trong tương lai thì nó sẽ không phải quan trọng là con cả hay con trai nữa, mà quan trọng Đúng là rồi. mình phải nhìn ra được quan trọng nhất mình phải nhìn ra được là thế hệ kế thừa có tìm ra được cái đam mê và ngọn lửa của mình và những cái giá trị đó có phù hợp với sự phát triển của hay hay là tư duy lãnh đạo của công ty hay không. Vì cái Đúng thế hệ rồi. kế thừa đó có đủ điều kiện và chuẩn bị sẵn sàng đảm nhận cái vị trí lãnh đạo trong tương lai, đó mới là điều quan trọng. Tại thực ra trong gia đình có những em đã từng thấy có những gia đình làm doanh nghiệp kinh doanh nhưng mà một trong những đứa con trong gia đình thì người ta không thích cái kinh doanh đi theo cái ngành nghề đó mà họ muốn phát triển trong một cái ngành nghề riêng, trong cái đam mê riêng của họ, thì mình không thể nào bắt ép. Tại vì nếu như mình không yêu thích cái công việc đó, mình không đam mê nó thì mình sẽ không bao giờ phát triển nó thành công được. Theo như anh nghĩ thì thành công có trước hay là đam mê có trước? Anh thì anh nghĩ là cái đam mê nó quyết định, và những cái người trong cái family business đó đã có được cái nền tảng tốt đó, thì họ chỉ cần thiếu cái đam mê nữa thôi. Còn các cái điều kiện thì thường là đều được được trang bị. Mình nói đùa đùa chứ anh ta cũng thấy cái những cái trường hợp như vậy trong một gia đình, là nhiều khi bố mẹ muốn truyền lại hay muốn để lại cho cái người đó, nhưng mà người đó không thích thì cũng khó, đúng không Nguyên? Ép giàu ép mỡ, ai nỡ ép em, đúng không? Dạ, đúng rồi. Tại vì là đam mê á, thì nó sẽ giúp cho mình yêu thích cái công việc đó. Nhưng mà Đúng khi mà rồi. mình đam mê và mình dấn thân vào cái công việc đó mà nó giúp cho mình thành công, mình đạt được một cái thành tựu nào đó trong cái công việc thì lúc đó mình mới đam mê nó nhiều hơn. Còn nếu như mà mình đam mê nhưng mà em chỉ ví dụ đơn giản là bây giờ nếu như em mê hát nhưng mà em đi hát nhưng mà em hát hoài em không thành ca sĩ nổi tiếng và cũng không có ai biết tới em thì em không thể nào em yêu cái nghề hát đó 20 năm nữa được, Đúng mà rồi. mình phải cái đam mê đó nó phải giúp cho mình và mình phải thành công ở cái đam mê đó thì từ đó mình mới lại càng đam mê nó nhiều hơn. Cho nên là em thấy là cái đam mê và thành công nó cũng giống như quả trứng với con gà vậy đó, là nó phải giúp cho mình đạt được cái thành tựu thì lúc đó mình sẽ đam mê nó nhiều hơn. Còn nếu như mà cái đam mê đó nó không giúp cho mình đạt một cái thành tựu nào đó thì nó vẫn chỉ là sở thích thôi. Đúng rồi. Ủa vậy rồi cái hôm rồi học đánh trống rồi còn đam Còn anh bây không? giờ em đã đam mê đến level là em sẽ xem những cái bạn mà drummer mà nổi tiếng á, thì bạn đánh như thế nào thì em sẽ, tại vì có những cái bài nó không giống như piano, piano thì nó sẽ có cái bản âm á để mình Đúng nhìn và mình rồi. đánh, nhưng mà trống thì không phải bài hát nào nó cũng có những bản âm, tại vì những cái bạn drummer nổi tiếng thì bạn sẽ feel theo theo Đúng nhạc luôn, rồi. nhưng mà mình thích đánh như vậy thì mình sẽ phải ngồi xem lại xong rồi mình sẽ tự viết ra nốt của bạn rồi mình sẽ tự phải học lại. Hôm trước thấy em nói là đánh trống là thấy là chắc là chuyển sang cái đam mê mới rồi. Ok, nhưng mà cái quay lại cái chuyện mà cái doanh nghiệp gia đình ở Quyên, thì anh thấy rằng rất là khó theo cái kiểu mà đùng một phát cái mình chuyển sang rồi xong thì mình cái người thế hệ trước dạy cho thế hệ sau, đòi hỏi nó một cái quá trình. Với lại nữa là nhiều khi cái kinh nghiệm của một gia đình nó cũng không có đủ đâu. Giống như trong thống kê mình nói là mình là quan sát, nhưng mà cái số lượng mẫu quan sát của mình nó ít quá đó. Thì anh thấy là có nhiều nơi trên thế giới, những cái trường kinh doanh lớn người ta dạy, thì anh nhớ là em cũng đã đi học ở hình như là Đại học Quốc gia Singapore đúng không? NUS đúng Dạ, không? dạ. Thì cái lúc mà em đi học đó thì có nhiều gia đình người ta gửi con đi học như vậy hay không? Có nhiều bạn trong cái như trong cái tình huống như em hay không? Dạ có. Lúc em đi học chung thì có cũng rất là nhiều những thế hệ F1 của những gia đình Việt Nam và hiện tại bây giờ những cái doanh nghiệp đó đang phát triển rất là lớn mạnh. Mà cái thời điểm mà đi học chung với em thì có cả thế hệ F0 đi học nữa, có nghĩa là có cả những thế hệ ba mẹ đi học chung với con, và mà ngay cái tại thời điểm đó thì doanh nghiệp gia đình chưa phát triển mạnh như bây giờ. Bây giờ thì đến bây giờ thì doanh nghiệp của gia đình đã phát triển rất là lớn rồi, và lúc đó thì em học được rất là nhiều. Trước khi mà mình đi học á, thì mình chỉ nghĩ là ok bây giờ
mình chuyển giao thế hệ, là mình chỉ chuyển giao tài sản rồi chuyển giao công việc và Ừ. làm việc công việc là xong. Nhưng mà khi mà mình đi học rồi thì mình mới hiểu ra được là cái công việc chuyển giao nó rất 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 là quan trọng, và không những nó quan trọng mà nó còn rất là hay. Mà nếu như mình Ồ. không biết những cái điều này thì mình sẽ không bảo vệ được cái doanh nghiệp của mình, hoặc là sẽ Ừ. không duy trì nó qua những cái thế hệ thứ hai, thứ ba, Ừ. thứ tư được. Và tại vì lúc thực ra lúc đó thì suy nghĩ của mình chỉ là cô cái đời ba mẹ mình truyền cho mình là xong, chứ mình không nghĩ xa được đến là sau này mình truyền cho con mình. Mà thực ra mỗi đời thì nó sẽ lớn, nó sẽ to dần ra. Giống như ngày Đúng xưa gia đình rồi. em thì chỉ có hai ba ba mẹ Ừ. và mấy anh chị em trong gia đình thôi, nhưng mà thực Đúng ra rồi. đến giờ phút này thì gia đình em đã có tới gần 20 người rồi. Thì Ừ, nó là thì một đấy. sự Ừ. nở ra rất là nhiều, và hai Ừ. chục người đó thì bắt đầu đến thế hệ tiếp theo nó sẽ nở Tiếp ra nữa, theo. Đúng thì rồi. rồi bắt đầu là con cháu lấy chồng lấy vợ Ừ. nữa. Thì để quản trị cái việc đó mới là cái việc khó khăn. Thì như em Đúng rồi. thấy cái việc mà chuyển giao giữa ba mẹ tới cái đời của em thì nó rất dễ, nhưng bây Ừ. giờ bắt đầu từ cái đời của em mà chuyển giao xuống cái thế hệ tiếp theo thì Ừ. nó không còn dễ nữa. Thì khi mà Ừ. đi học á, thì em mới nhận ra được là có rất là nhiều những cái quy trình để giúp cho những cái mô hình gia đình chuyển giao. Tại vì sẽ có mỗi gia đình và mỗi mô hình khác nhau, sẽ có những mô hình gia đình nhỏ và có những mô hình gia đình rất lớn, cho nên là sẽ dựa theo những cái mô hình nào phù hợp thì mình sẽ chuyển giao, mình sẽ lập cái kế hoạch chuyển giao dựa trên mô hình đó. Đối với những cái gia đình mô hình đơn giản thì mình sẽ chuẩn bị ở cái việc là quản trị gia đình. Thì đối với những gia đình có cấu trúc size mà lớn thì cần phải giám sát tầm nhìn và giá trị chung của gia đình, đó là cái quan trọng nhất. Nhưng mà đối với những gia đình nhỏ thì mình chỉ cần nắm giữ những cái giá trị cốt lõi của gia đình, và cái người nhận, cái người kế thừa phải cùng chung cái nền tảng giá trị đó với gia đình, đó là cái điều cốt lõi. Và đến wealth management thì cái việc mà kiểm soát và phân phối của cải, ví dụ như là người được ủy thác những cái quỹ trust fund, thì đối với những gia đình lớn thì cần phải thành lập một cái quỹ trust fund để sau này chia cổ phiếu, chia cổ tức, Đúng rồi. rồi và bao gồm những cái như là di chúc rồi đủ thứ trong đó. Thì em thấy là mặc dù những cái thực ra thì ở Việt Nam thì mọi người chưa có mở những cái quỹ tín thác này nhiều, và đối với ở nước ngoài thì em nhớ là cái quỹ tín thác không còn ưu đãi thuế nữa cho những cái việc thiết lập quỹ tín thác này, nhưng nó vẫn là cơ chế phổ biến, không chỉ để thiết lập kế hoạch kế thừa mà nó còn giúp để quản lý cái việc quản trị và bảo vệ cái cổ phần trong những cái trường hợp ly hôn hay là phá sản nữa. Đúng rồi. Thì đúng rồi, thì anh thấy rằng là đúng là bây giờ là các cái gia đình, các cái doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam mà lớn đó, thì người ta càng ngày càng quan tâm đến cái này, và thật sự là phải có cái quá trình học, đi học rồi sau đó là tiếp thu những cái kinh nghiệm của những cái gia đình khác, những cái chia sẻ. Thường anh thấy là thường như giống như hồi trước là ở Pháp người ta đồn là chẳng hạn như là có cái câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ 200 đó em. Nói thế thôi, anh không biết là có hay không, có nghĩa là những cái gia đình mà giàu nhất nước Pháp đó, nhưng mà người ta có cái sự gắn kết và giao lưu với nhau rất là chặt chẽ. Nó không chỉ là trong các cái mối quan hệ làm ăn với nhau đâu, mà người ta, anh cảm giác là những cái hình thức mà sinh hoạt như thế, người ta còn là cái cách để mà người ta chia sẻ kinh nghiệm với nhau nữa. Để mà ví dụ như là có thể là hỗ trợ nhau hoặc là quan sát với nhau như thế, chia sẻ những cái kinh nghiệm quản lý này nọ. Thì không biết là ở Việt Nam mình có cái kiểu như vậy không Viên nhỉ? Có nghĩa là các bạn cùng lứa tuổi với nhau, xem tuổi với nhau, cùng làm kinh doanh thì chia sẻ những cái kinh nghiệm với nhau rồi hỗ trợ với nhau đấy. Có không Viên nhỉ? Cũng có đó anh. Tụi em có một cái nhóm gọi là Young Leader Group, thì gọi là thế hệ kế thừa trong những doanh nghiệp gia đình đó. Thì tụi em lập một cái group với nhau, rồi trong những cái event, rồi tụi em hầu như là tụi em sẽ tham gia những cái activity chung với nhau về business. Trong những cái event thì tụi em sẽ đi tham gia chung, rồi cũng sinh hoạt hầu như là tham gia những cái công việc ngoài cái công việc kinh doanh ra, thì những cái công việc về từ thiện xã hội thì tụi em trong cái group đó tụi em vẫn sẽ hỗ trợ và vẫn sẽ luôn luôn đồng hành với nhau. Nhưng mà cái quan trọng trong cái group này thì tụi em hầu như chia sẻ những cái công việc về kinh doanh, hoặc là hỗ trợ nhau những cái mặt mà mình còn thiếu. Tại vì mỗi bạn sẽ mỗi ngành nghề,
như là có bạn thì ngành gỗ, có bạn như em thì là bên ngành dịch vụ khách sạn du lịch, rồi bạn thì là luật, bằng ngành luật, bạn thì ngành thép, bạn ngành bạn thì là ngành bất động sản. Nó sẽ rất là nhiều ngành nghề trong đó, thì mỗi bạn sẽ mỗi cái điểm mạnh khác nhau, cho nên là mình sẽ hỗ trợ được lẫn nhau rất là nhiều, và nhờ đó thì tụi em cũng học hỏi được lẫn nhau. Quyên vừa nói là thì lúc nãy anh chưa nói cho các bạn biết là em là chuyên kinh doanh về mảng gì, thì em là mảng trong mảng gọi là hospitality đúng không, về về khách sạn này nọ. Thì cái năm vừa qua thật sự là một cái năm quá khó khăn đối với cái ngành của em, cái ngành chung là về hospitality, về khách sạn du lịch này nọ. Thì cái khó khăn đó, nhưng mà anh cảm giác là em vẫn có không 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 có gọi là bày tỏ những cái cảm giác cái người ngoài không thấy em cái khó khăn bên ngoài đâu, nhưng mà cảm nhận được cái đó. Thì anh nghĩ rằng là không biết là có phải là do em tập thiền, rồi em có những, tại vì anh thấy là em rất là quan tâm đến thiền, rồi rất là quan tâm đến cái tín ngưỡng là Phật giáo. Thì trong cái thời gian khó khăn vừa qua của ngành nói chung, thì những cái này nó có giúp cho em nhiều hay không? Đúng, nói thật với anh là trong cái thời gian 2 năm gần đây là cái thời gian mà rất là khó khăn đối với ngành ngành du lịch và ngành khách sạn. Thì thực ra cái này là khó khăn chung của toàn cầu rồi, tại vì nó là dịch bệnh toàn cầu chứ nó không phải là cả nước nữa, thì mình sẽ phải chịu cái khó khăn chung này thôi, chứ nó không phải là công doanh nghiệp của mình kinh doanh không thuận lợi hay là doanh nghiệp của mình kinh doanh không có hiệu quả. Đúng Thì rồi. nhưng mà em thấy trong cái khó khăn đó nó vẫn có cái mặt tích cực của nó. Thực ra giống như anh nói, đó là ở vị trí quản lý những cái chủ khách sạn và những cái công việc khác nhau, trong kể cả những cái doanh nghiệp xã hội, thì hầu như là em luôn luôn ở trong cái tư thế bận rộn và hầu như không có thời gian rảnh, và kể cả lúc rảnh thì mình cũng chỉ có là thời gian để nghỉ ngơi chứ không có gì giống như mọi người mà thong thả. Mỗi ngày những lúc mà mình đi du lịch này kia mình vẫn phải luôn luôn on the phone để mình phải ready để mình xử lý công việc. Và anh biết là trong vòng 10 hơn 10 năm gần đây, năm nay 2 năm trở lại đây, thì em thong thả có thể đi ngủ tắt điện thoại, nhưng mà trước đó là trong vòng 10 năm đó là em không bao giờ tắt điện thoại khi đi ngủ. Có nghĩa là khi nào điện thoại mình vẫn ở trong tư thế ready, và kể cả lúc ngủ thì mình vẫn ở trong tư thế ready để bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình vẫn để có thể xử lý được. Tại vì những cái công việc khác như là sản ngành sản xuất thì người ta chỉ sản xuất và Theo ca đúng có giờ theo giấc ca và đúng xử không? lý Các trong giờ làm việc thôi, cái nhưng mà ngành khách sạn thì khách có vấn đề gì hoặc hoặc là những cái property nào nó có vấn đề gì thì mình sẽ phải là cái người mà nắm bắt được và mình sẽ xử lý được. Có thể là mình không cần phải đi đến nơi những cái không quan trọng, nhưng mà ít nhất mình sẽ biết được là ok, việc đó đang xảy ra và mình cần phải đúng xử lý như thế nào, hoặc là mình sẽ cần rồi. biết được nó như thế nào, chứ mình không thể nào là giao hết cho tất cả mọi người được. Đúng, nếu như là những cái quy trình chuẩn và những cái team đủ tốt thì mình yên tâm mình giao, nhưng có những cái việc nó quá khả năng của các bạn thì mình vẫn Đúng cần phải phải nắm bắt thông tin để mình sẽ xem thử là các bạn xử lý nó như thế nào, có ổn không. Tại vì có những cái việc xử lý nếu như mà ảnh hưởng đến khách, chỉ cần một vài điều mà không 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 hài lòng khách thôi thì nó sẽ rồi. ảnh hưởng đến cả cái tên, cái brand của thương hiệu lận, chứ nó không đơn giản giống như những cái ngành nghề khác. Cho nên là thì cái thời gian 2 năm gần đây đối với em đó là 2 năm em thực sự là appreciate nó, gọi là nó rất là khó khăn nhưng mình rất là appreciate nó, tại vì mình có thời gian để nghỉ ngơi, thời gian để tất cả các bạn trong team nghỉ ngơi và các bạn chuẩn bị cho một cái sự đột phá mới. Thì thời gian này tùy mỗi property thì tụi em sẽ có mỗi cái chiến lược khác nhau. Như đối với TR Wellness Resort ở Đà Nẵng á, thì tụi em sửa chữa và maintenance renovate lại hết tất cả và xây dựng cái mô hình kinh doanh mới luôn. Thay vì trước đây nó là concept nghỉ dưỡng spa wellness spa, thì bây giờ em đổi qua concept là wellness. Thì cái concept wellness bây giờ sẽ tập trung vào health and wellness, là tập trung vào mental cho mọi người. Tại vì như anh thấy bây giờ cái bệnh về stress, bệnh về trầm Đúng cảm rồi. của giới trẻ rất là nhiều, và kể cả của những doanh nhân, người cao tuổi, tất cả mọi ngành nghề.
thì em muốn đưa cái mô hình này vào để cho mọi người tìm thấy lại được cái sự cân bằng trong cuộc sống và giúp cho mọi người ăn và detox cơ thể và có thể sống một cái cuộc sống nó healthy hơn và nó trong giúp cho mình những cái việc thở, những cái việc để giảm cái, tại vì thực ra mình có thể tập thể dục nhưng mà mình rất khó để có thể tập thể dục trí não của mình, cho nên là cái việc những cái việc đó nó có thể detox được cái suy nghĩ của mình và nó giúp cho mình khi mà mình quay trở về với cuộc sống bình thường thì đâu đó mình có thể cân bằng được và mình có thể trút bỏ được một vài những cái mệt mỏi trong cuộc sống. Rồi đối với những cái chuỗi khách sạn 3 sao thì tụi em vẫn hoạt động, nhưng mà sẽ hoạt động để duy trì cái quỹ lương cơ bản nhất cho các bạn. Tại vì cái việc lựa chọn để mà đóng cửa khách sạn nó sẽ rất làm những cái việc rất là dễ dàng. Thì Đúng. nhưng mà đối với nhân viên thì em sẽ phải có trách nhiệm với nhân viên và gia đình của họ nữa. Ví dụ như một khách sạn em có, khách sạn nhỏ nhất em có khoảng tầm 100 nhân viên đi, thì em không chỉ có trách nhiệm với 100 nhân viên mà còn có trách nhiệm với 100 nhân lên, ít nhất là một gia đình có 3 người thì có trách nhiệm với 300 người. Thì mình cảm thấy là có những bạn thì ở có những ngành nghề bạn có thể kiếm được một công việc khác để làm thay thế trong thời gian này, nhưng hầu như đối với những bạn làm công việc housekeeping thì hầu như các bạn rất khó để kiếm một cái việc khác thay thế. Cho nên là cái công việc mà mở cửa khách sạn để hoạt động nó rất khó khăn, và tụi em sẽ phải tìm cách để duy trì một cái nhiệm vụ kép là đảm bảo được cái an toàn sức khỏe cho khách hàng và đảm bảo được sức khỏe cho nhân viên và thu được nguồn doanh thu tối thiểu cho khách sạn nữa. Thì cái nhiệm vụ kép đó tụi em sẽ phải suy nghĩ cái phương thức làm sao đó để mà đa dạng cái nguồn doanh thu. Như trước đây thì mình chỉ phục vụ cho khách sạn thôi, thì bây giờ mình sẽ phải nghĩ cách để mà đi theo xu hướng là mình sẽ phải chuyển, bắt đầu thay đổi từ từ tất cả các mô hình, thì mình sẽ chuyển giao mang đến tận nơi, phục vụ đến tận nơi cho khách luôn. Cũng như là những cái dịch vụ trà chiều của khách sạn, thay vì trước đây thì chỉ phục vụ cho khách tại khách sạn thôi, thì bây giờ tụi em sẽ phải deliver dịch vụ trà chiều đến cho khách, rồi món ăn order theo à la carte, rồi kể cả là dịch vụ housekeeping như dịch vụ khách sạn deliver tới cho khách luôn. Đó thì Hay là mình quá. sẽ phải thay đổi, mình sẽ phải thay đổi và flexible hết mức có thể. Hay quá. Cái nãy em có nói cái mô hình mà về cái wellness nó rất là hay, là kể cả anh thấy các cái bàn tay bên này bị stress rất là nhiều nhá, và anh nhiều năm qua là như cái mô hình mà làng Mai ở Pháp đó, chắc thì Quyên biết rồi đó, Quyên qua rồi đó, thì cái mô hình làng Mai nó khá khá là hay. Thì chắc là bên bên chỗ em làm là cũng theo cái hướng là mình cho mọi người là luyện tập về tinh thần, về rèn luyện về hơi thở đúng không? Như hồi nãy em nói là theo về thiền và theo mô hình của làng Mai đó, thì đối với em á, thì thiền nó có rất là nhiều loại thiền khác nhau, chứ nó không chỉ đơn giản giống như là thiền là sẽ phải ngồi một chỗ và phải yên lặng, phải không được suy nghĩ. Trước đây em cũng và cũng là một người không có thiền giỏi, nhưng mà mình em tìm sau rất là nhiều thời gian tìm hiểu thì em tìm thấy cái phương pháp thiền ở làng Mai thì nó rất là dễ và nó phù hợp cho những cái người mà kiểu cái đầu của mình luôn có suy nghĩ, mình suy nghĩ nhiều quá, cho nên là khi mà những cái phương pháp thiền mà bắt là không có được suy nghĩ, ngồi yên không được suy nghĩ thì em không làm được. Cho nên là em khi mà tìm Anh cũng thấy vậy quá, anh cũng giống vậy đó Quyên ơi. Có như anh thấy nhiều người làm xong anh cũng thử mà không làm được, vậy là chắc anh chưa tìm đúng phương pháp rồi. dạ đúng rồi, cái nó có rất là nhiều phương pháp thiền và có rất là nhiều phương pháp để mà mình giúp cho mình detox cái suy nghĩ của mình đó. Thì em á, thì em cảm thấy em phù hợp với cái phương pháp là thiền thở. Như bên làng Mai thì có một cái phương pháp thiền thở, có nghĩa là mình sẽ ngồi hít thở. Khi mà cái việc mà mình ngồi hít thở như vậy, mình sẽ chỉ tập trung vào hơi thở của mình thôi. Cái khi mà mình tập trung vào hơi thở của mình đó, thì mình sẽ giảm mất cái việc mình suy nghĩ lung tung. Đó
thì là cái việc cái thiền đó là cái thiền đơn giản nhất đối với em và em vẫn giữ tới bây giờ. Và cái việc thở, khi mà anh tìm hiểu về cái việc thở, khi mà mình thở đúng cách thì mình sẽ giúp cho phổi của mình nó nạp oxy vào nhiều hơn và nó sẽ nở cái phổi của mình ra. Và lúc đó cái phổi của mình nó sẽ khỏe hơn. Thực ra hàng ngày có nhiều bạn sẽ nói là ủa hàng ngày mình luôn luôn thở mà, nhưng mà tại sao phải phải thiền thở nữa? Thì thực ra khi mà mình thở hàng ngày á là giống như mình thở theo quán tính thôi. Thực ra có nhiều lúc mình thở nhưng mà mình quên luôn là mình đang thở. Nhưng mà khi mà mình thiền thở đó thì cái việc thở đó nó sẽ giúp cho mình tập trung vào hơi thở. Và khi mà mình thở là mình sẽ mình hít vào, trước khi mà mình hít vào thì mình sẽ phình cái bụng ở dưới đan điền ra, xong rồi á mình thở ra thì mình sẽ hóp hết bụng vào, và cái thời gian thở thở ra của mình nó sẽ dài hơn cái thời gian của mình gấp đôi cái thời gian mình hít vào. Thì đó là cái cách của mình giúp cho mình tập thở và mình thiền thở. Nó sẽ rất là tốt và nó sẽ giúp cho mình đưa oxy lên não nữa. Hiện tại bây giờ rất là nhiều bạn trẻ bị thiếu máu trên não và Bị thiếu đột oxy quỵ trên đó, não á. dễ bị đột Đó, quỵ nữa đó. thì cái cách này là cái cách giúp cho mình từ từ đưa oxy lên trên não. Nhưng mà mình phải rất là kiên trì, chứ không phải thở một ngày hai ngày là sẽ có tác dụng, mà mình sẽ phải kiên trì ở một thời gian nào đó trong ngày. Và ngoài ra thiền thở nó còn rất là nhiều thiền khác, giống như là thiền ôm, thiền đi bộ. Như em có một cái thiền nữa, trước đây trước khi mà em tìm ra cái phương pháp thiền thở thì em thiền trekking. Em rất là thích đi trekking, và nhưng mà lúc đó mình cũng không nhận ra đi trekking là thiền, chỉ là tại vì mình thích đi trekking thì mình đi thôi. Nhưng mà khi mà em cách đây 8 năm trước đó, thì em đi đi trekking ở Sơn Đoòng. Đi ở Sơn Đoòng thì trong một cái group bạn bè của em thì 10 người, thì tất cả mọi người đều rất là gọi là chuyên gia trong cái việc trekking rồi, và người ta mọi người rất là khỏe, nhưng em là yếu nhất và nhỏ con nhất trong nhóm. Nhưng mà kiểu mình rất là thích khám phá, cho nên là rủ mình đi thì mình đi liền. Nhưng mà nguyên một cái chặng đường từ ngày đi cho đến ngày về là 5 ngày, em không hề bị bất kỳ vấn đề gì hết. Nhưng mà trong đoàn có hai người, là hai cái anh đó là chuyên đi trekking, có nghĩa là đã từng đi đến Everest rồi, đã từng đi đến những cái nơi trekking rất là cao hơn và rất là khó hơn rồi, những cái cung địa hình khó hơn rồi. Nhưng mà trong cái cung đường đó hai người đó bị trật chân, là chỉ tại vì việc đơn giản nhất là khi mà đi trekking nó giống như tại sao mà em nói nó giống thiền, là tại vì mình phải tập trung cái suy nghĩ của mình vào từng bước chân của mình, chứ mình không có suy nghĩ lan man nữa, không có suy nghĩ là như thế này như thế kia. Tại vì em khi mà ảnh bị trật chân cái ngày hôm đó, em hỏi là ủa cái đường dễ vậy mà tại sao lại trật chân, thì anh nói là anh bị trật cái cục đá. Thì anh nói là chỉ trong vòng tích tắc có 5 giây thôi, anh không có tập trung vào cái bước chân đó của anh đi thì anh bị trật trật cái cục đá. Nó đơn giản là như vậy. Mà trong khi lúc mà em đi thì em nghĩ là không biết là mình có thể đi nổi không, tại vì rất là nhiều người đi ở Sơn Đoòng và bị trật chân rồi bị thương bị này kia rồi. Cho nên là khi em đi thì em rất sợ, và vì mình sợ và mình chuẩn bị trước và mình nghĩ là mình không có đủ khả năng á, cho nên mình rất là cẩn thận thì mình không có bị gì hết. Thì cái thiền trekking nó cũng rất là hay. Hay quá, cái câu chuyện của Quyên chia sẻ này thì nó có nhiều cái hàm ý rất là hay. Có nghĩa là kể cả một cái người nào đó mà mình đã có nhiều kinh nghiệm, đã là quen rồi, nhưng mà khi mà chỉ cần mất tập trung một chút thôi thì nó vẫn có thể có những cái accident xảy ra. Rất là hay. Quay lại cái chuyện mà Quyên có cái hệ thống doanh nghiệp của mình rồi, chăm lo cho đời sống của cho các cái bạn công nhân viên của mình đó, thì anh quan sát anh thấy là Quyên làm việc với rất là nhiều các cái bạn trẻ, rồi Quyên cũng tuyển dụng rất là nhiều các bạn trẻ đó, thì theo Quyên là cái thế hệ trẻ hiện nay thì trong cái việc mà phát triển cái nghề nghiệp của mình đó thì các bạn có cần cái lưu ý gì hay không? Tại vì thỉnh thoảng anh cũng hay đọc ở trên mạng, anh thấy là đó, nhiều cái nhà tuyển dụng là cũng không hài lòng lắm với các bạn trẻ, là bởi vì các bạn hơi quá tự tin vào cái khả năng của mình đó. Rồi ví dụ như đòi hỏi điều kiện làm việc hay là lương thưởng lúc nào nó cũng phải vượt hơn cái khả năng của mình, mà thường là cái giai đoạn trẻ là cái giai đoạn mà mình phải, nói nôm na là mình phải lăn xả trước, đúng không? Mình phải làm để mà mình học kinh nghiệm rồi mình tạo ra cái network của mình. Thì trong cái chỗ mà các cái doanh nghiệp của Quyên thì các cái bạn trẻ có gặp cái vấn đề này hay không?
Và cái khuyên nên nên có cái lời khuyên vì gì cho các bạn Quyên nhỉ? Em cũng phỏng vấn rất là nhiều bạn trẻ và đúng như anh nói, và cũng rất là nhiều những cái công ty khác hoặc là những công ty đối tác hoặc bạn bè cũng đều gặp chung, và cái vấn đề này là vấn đề chung của hầu hết các doanh nghiệp chứ không phải riêng gì em. Thì em nghĩ là thực ra các bạn trẻ bây giờ rất là giỏi và cái khả năng thích ứng của các bạn rất là nhanh. Các bạn trẻ thích ứng rất là nhanh, cho nên là song song đó cái xã hội phát triển thì các bạn cũng phải đối mặt với rất là nhiều những cái âu lo và những cái stress của riêng mình. Để trước trước khi mà nói đến cái việc là các bạn gặp khó khăn rồi các bạn yêu cầu công việc như thế này và các bạn không có đáp ứng được thì cái việc đó là vấn đề chung. Nhưng mà nhìn trở lại, anh có như em không biết là cái thế hệ 7X của anh và 8 như như của em, thế hệ 8X và kể cả một vài thế hệ 9X thì cũng có trước đây trong xã hội thì hay bị so sánh, hay bị so sánh với gia đình xung quanh hoặc là hàng xóm. Và cái việc này nó là một Áp lực đó nó nhỉ. làm một cái áp lực cho các bạn, và các bạn sẽ phải luôn luôn nó cái này nó gọi là peer pressure, là cái chứng lo âu và lo sợ mình không có giỏi bằng bạn bè xung quanh và lo sợ mình không có được những cái thành tựu giống như bạn bè xung quanh. Cho nên là tại vì ngày xưa trong gia đình hoặc là trong xã hội hay so sánh là mình với con nhà hàng xóm hoặc là mình với con của những gia đình bà con dòng họ không có giỏi bằng, kiểu kiểu như vậy. Thì khi mà lớn lên mình cứ bị những cái áp lực so sánh như vậy làm cho mình cũng sẽ hay tự so sánh mình với những người khác. Nhưng mà các bạn không có nhận ra được là thực ra các bạn nên biết rằng là mình sinh ra trên đời này ai cũng sẽ có một cái sứ mệnh khác nhau hết, và mỗi người sẽ là một cái mảnh ghép trong xã hội để tạo ra cái giá trị cho cộng đồng và xã hội. Trong cái những cái puzzle mà trẻ em hay chơi á, thì nó có rất là nhiều mảnh ghép nhưng mà không có mảnh ghép nào nó giống nhau cả. Cho nên là cái việc của mình là mình sẽ quan trọng nhất là mình sẽ phải hoàn thành cái sứ mệnh của mình thật tốt chứ mình không cần phải so sánh với bất kỳ ai. Và cái sứ mệnh của mình là làm sao đó mình sẽ phải giỏi hơn bản thân của mình ngày hôm qua và làm sao đó mình có thể mang lại được, giúp ích được nhiều hơn cho xã hội, thì lúc đó mình hoàn thành được cái sứ mệnh đó tốt rồi. Thực ra là có một vài bạn khi mà nghe đến đây thì các bạn sẽ nghĩ là nhưng mà bây giờ khả năng của mình thì không có, mình gia đình mình khó khăn hoặc là mình còn quá nhỏ, mình không có lấy cái gì mà mình có thể giúp ích được cho xã hội. Nhưng mà thực ra theo như em nghĩ là tuổi nhỏ sẽ làm việc nhỏ, đơn giản nhất là có bạn không giúp ích được gì thì ít nhất cái việc đó bạn chỉ cần sống tốt, làm những cái việc nhỏ nhất giống như là bạn chưa có đủ kinh tế hoặc chưa đủ khả năng để giúp được gì cho xã hội, thì cái việc đơn giản nhất là bạn sẽ bảo vệ được môi trường, bạn không phung phí điện nước hoặc là giảm rác thải nhựa ra, thì lúc đó bạn đã giúp ích được cho xã hội, cho môi trường rồi. Tại vì nếu như mình sống thuận tự nhiên, nếu như mình trồng nhiều cây xanh thì mình sẽ mang lại một cái môi trường tốt và sức khỏe của mình sẽ tốt cho tất cả mọi người. Đó cũng là những cái việc đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm được hết. Đúng rồi, anh đồng ý. Giống như bây giờ là ý cứ cứ nghĩ rằng là mình phải làm chuyện gì đó cho cộng đồng, nhưng mà nếu mà chưa làm được gì thì đừng có làm phiền cộng đồng, đúng không? Ý đó là đừng có trở thành gánh nặng đó. Nôm na là vậy. Hoặc là ví dụ như trong cái lúc mà Covid này ở Sài Gòn, ở Việt Nam, anh thấy đó tốt nhất đấy, mọi người là hãy tuân thủ đi, đúng không? Tuân thủ 5K rồi đừng có đấy làm trở thành cái nỗi lo cho người khác. Đó thì là giống như là bây giờ bạn chỉ cần ở yên trong nhà thôi Đúng thì bạn sẽ giúp rồi, được những bác sĩ tuyến đầu sẽ sớm được về nhà. bởi Đó vậy thì cái cho nên là vì các bạn trẻ rất là giỏi và cái khả năng đáp ứng của bạn các bạn rất nhanh, cho nên các bạn nghĩ là mình xứng đáng được ở những cái vị trí công việc cao cấp. Nhưng mà ở đây khi đúng là có những ngành nghề, có những công việc các bạn học ra là các bạn có thể đạt được liền, nhưng có những ngành nghề em ví dụ như ngành nghề khách sạn không không thể nào, nếu như đến bạn muốn làm vị trí quản lý khách sạn bạn không thể nào đi học ra trường một cái bạn leo vào vị trí quản lý liền, mà bạn phải bắt buộc qua môi trường từng bộ phận để bạn hiểu được cái bộ phận đó làm như thế nào, cái khó khăn của những cái công việc đó là gì, và những cái công việc đó ở những vị trí đó nó có những cái trick gì, nó có những cái ưu điểm hoặc là những cái khuyết điểm hoặc là những tính cách nào, hoặc là có những cái mà dễ sai dễ sơ hở trong bộ phận đó là gì. Thì lúc đó khi lên vị trí quản lý
bạn mới vững. Còn nếu như mà bây giờ bạn nói là cho em học ở trường đại học hoặc là em có bằng master của ngành du lịch khách sạn, quản lý khách sạn ra, cho nên là em không muốn làm những cái ngành nghề phía dưới, cấp dưới, thì bạn sẽ không bao giờ đủ cứng để các bạn còn có thể là ở một vị trí đó bạn cứng, nhưng khi bạn lên những vị trí cao hơn bạn sẽ không đủ cứng để các bạn có thể nắm hết được tất cả các công việc. Đúng Cho nên rồi. là cái việc quan trọng đối với các bạn vẫn cần sẽ phải luôn giữ cái niềm đam mê và nhiệt huyết trong công việc của mình, trên để các bạn sẽ biến được giấc mơ của mình thành hiện thực. Nhưng mà cái hoài bão đó nó là dấu hiệu tốt của một tương lai trong xã hội sẽ có rất là nhiều sự cạnh tranh và sẽ có rất là nhiều tài năng xuất hiện. Nhưng công việc và tư duy nó sẽ là phương tiện và nó sẽ là cái thứ mà đưa các bạn đến những cái miền đất hứa mà các bạn muốn. Nhưng trong cái bức tranh xã hội hiện nay có rất là nhiều phương tiện. Bạn muốn có một công việc cao cấp, bạn muốn đạt đến cái ước mơ của mình nhanh nhất thì bạn cần phải có một cái phương tiện tốt nhất, đó là tư duy học hỏi và giải quyết vấn đề, và cái đó là cái phẩm chất kiên định trong công việc. Nếu như mình không có xây dựng đủ cái nội lực của mình thì mình dù cho dù mình có cơ hội mình thì mình cũng sẽ không nhìn thấy được cái cơ hội đó, hoặc là nếu như mình đã nhìn thấy được cơ hội rồi thì mình cũng chưa chắc sẽ nắm bắt được, và dù có nắm bắt được thì mình cũng chưa chắc là mang lại được kết quả tốt nhất. Giống như là những cái bạn mà như những cái bạn mà thắng ở vạch xuất phát đi thì chưa chắc là bạn có thể duy trì đến cuối cùng, mà Đúng những cái rồi. bạn mà người chiến thắng á, sẽ luôn luôn là những cái người biết quan tâm tới từng bước chân và nhịp thở của mình để duy trì cái sức bền đó đến cuối cùng. Thì trong cuộc đời này, một hành trình đầy thử thách và cần rất là nhiều ý chí và nghị lực, thì cái hành trình bài học của mỗi người sẽ khác nhau, cho nên chúng ta phải sống rực rỡ nhất theo cách của mình để mang lại cái giá trị cho xã hội. Mà nếu có cơ hội thì mình sẽ đón nhận những cái thử thách đó để mình bay cao và bay xa hơn, để có cơ hội học hỏi và trưởng thành. Nhưng mà học hỏi được từ những thử thách và khó khăn sẽ giúp cho mình kiên cường và nghị lực hơn rất là nhiều. Trong những cái chia sẻ đối với những cái bạn sinh viên hoặc là những bạn trẻ startup thì em hay nói là never give up. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong cái vấn đề của các bạn trẻ hôm nay là hành trình của mình là một cái hành trình rất là lâu dài. Cho nên là mình sẽ phải luôn luôn cố gắng để tiến về phía trước và xem mọi thứ là một hành trình lâu dài bền vững, chứ đừng bao giờ chạy nước rút để cho xong. Tại vì cái yếu tố duy nhất để biến ước mơ và đam mê của mình thành hiện thực là mình sẽ cần phải làm cho đường kính của mình lớn lên bằng cách là mình phải phát triển bản thân và phải chăm chỉ làm việc. Mà cái cách để phát triển bản thân thì nó sẽ có rất là nhiều cách. Mình làm cái quan trọng nhất là mình sẽ phải cái cách mà mình làm một việc thì nó sẽ thể hiện cái tính cách và cái con người của bạn. Giống như cái cách mà mình làm một việc sẽ thể hiện cái mình làm một việc qua loa đi thì sẽ cho người ta thấy được là trong công việc mình sẽ tất cả mọi việc mình sẽ làm qua loa. Và nếu như mình làm một việc đều có một cái sự sắp xếp chu toàn cẩn thận thì người ta sẽ hiểu được là mình là cái con người đó. Cho nên nếu như mình chỉ cần làm một việc đơn giản nhưng mình làm tốt nó ở cái mức tốt nhất thì sẽ cho thấy được mình là trong công việc mình là một con người như thế nào. Cho nên dù là bất cứ ngành nghề nào, bất cứ vị trí nào, quan trọng nhất là các bạn cần phải dồn hết tâm sức vào nó và hoàn thành nó một cách rất là trách nhiệm, vì nó không chỉ là một công việc mà hay là một nhiệm vụ mà nó còn thể hiện con người của bạn nữa. Người ta hay nói cái câu mà mọi sự nỗ lực không vì khiến người khác cảm thấy bạn thật giỏi mà là để nó có thể khiến bản thân bạn coi trọng chính mình. Hay quá, cảm ơn Khuyên chia sẻ những cái mà anh nghĩ là rất là quý với các cái bạn trẻ. Mà có một điều nữa là thường là các bạn trẻ ít biết được cái điều này, là khi mà mình làm việc với ai đó, những cái người mà có cái trải nghiệm lâu năm hoặc là những cái người sếp mà có cái kinh nghiệm nhiều đó, thật ra thì họ nhìn qua cái việc mà làm việc của mình không á, cái thái độ của mình làm việc người ta biết được ngay. Nói nôm na là giống như là mấy đối với những cái người mà họ có tinh ý rồi thì đúng là con ruồi đực bay, ruồi bay qua họ biết ruồi đực ruồi cái luôn đó, đúng Đúng không? rồi. Thì đấy, cho nên đấy các cái bạn trẻ anh cũng hay nói mà anh cũng được học luôn, có nghĩa là lúc mà mình trẻ thì mình phải làm
nhiều khi là cũng phải hơn cái công suất của mình một chút, đó, go extra mile một chút để có cái quyết tâm của mình vô trong đó. Có một điều cuối cùng mà hôm nay mong được Quyên chia sẻ với các bạn, đó là anh thấy ở Quyên có một cái rất là rõ và rất là mạnh mẽ, đó là các cái hoạt động xã hội của Quyên. Ví dụ như là em làm hỗ trợ cho cái phong trào bóng rổ ở Việt Nam, và các cái chương trình hỗ trợ cho phụ nữ yếm thế như lúc đầu chương trình podcast anh có nói đó, thì cái này nó xuất phát từ cá nhân của em hay là nó có gắn liền với lại cái công việc doanh nghiệp của em hay không? Tại vì ngày càng nhiều các cái doanh nghiệp người ta cũng coi trọng cái chuyện là thực hiện các cái trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp đó. Họ xem cái đó là cái việc đem lại những cái giá trị gia tăng cho doanh nghiệp của mình. Thì những cái việc mà Quyên đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng, Quyên hoạt động rất là nhiều cho cộng đồng, thì nó vì là cá nhân hay là nó vì doanh nghiệp của Quyên Quyên nhỉ? Em nói sơ về cái doanh nghiệp xã hội cho phụ nữ yếm thế để các bạn hiểu rõ hơn nó là cái mô hình như thế nào. Thì khi mà em quyết định tham gia vào She Will Be Strong, nó là một cái doanh nghiệp xã hội cung cấp những cái dịch vụ tự vệ, yoga và nhảy cho các doanh nghiệp. Thì tụi em sẽ trích 51% lợi nhuận từ những cái việc, từ những cái dịch vụ này ra để hỗ trợ cho một cái quỹ Social Impact. Thì cái quỹ này sẽ giúp đỡ cho những cái mái ấm mẹ đơn thân hoặc là những cái phụ nữ bị bạo hành. Tại vì cái lý do tại sao lại hỗ trợ những cái mái ấm này là tại vì tụi em nhìn thấy được cái tỷ lệ mà nạo phá thai ở Việt Nam rất là lớn. Trên cái số liệu thống kê thì tỷ lệ nạo phá thai của Việt Nam đang ở top 5 trên thế giới. Thì để mà và chính quyền và nhà nước thì rất là luôn luôn kêu gọi là hãy tránh giảm tỷ lệ nạo phá thai và luôn luôn sẽ có những cái lời kêu gọi là không có nên làm những cái việc đó. Nhưng thực chất ra thì có khi mà mình đi sâu vào thì mình mới hiểu là thực ra có những hoàn cảnh người ta không muốn như vậy nhưng người ta bắt buộc phải đi vào những cái quyết định như vậy, và đó là những cái quyết định rất là khó khăn. Và ở một người là một người phụ nữ thì em càng hiểu được cái sự khó khăn đó. Khi mà đi đến một cái quyết định mà dứt bỏ đứa con của mình thì nó sẽ đau đớn như thế nào. Nhưng mà cũng cũng không ngoại lệ là cũng có những trường hợp là người ta không không cảm thấy gì hết. Nhưng mà cái số đó là một số rất là ít. Thì nhưng thực ra quay trở lại cái con số mà như mình nói là cái con số mà trong hoàn cảnh bắt buộc họ phải làm á thì là họ không có bất kỳ một nơi nương tựa nào để có thể nương tựa vào, và họ không có điều kiện kinh tế hoặc là họ cũng không có bất kỳ một công việc nào. Trong những cái trường hợp mà bị bạo hành hoặc là bị xâm hại tình dục hoặc là bị ruồng bỏ, bị gia đình ruồng bỏ, thì lúc đó họ chỉ còn một con đường duy nhất thôi, và cũng không có bất kỳ ai có thể đứng ra nói là ok bây giờ bạn sinh ra đi rồi tôi sẽ nuôi. Người ta chỉ nói là không nên phá thai thôi, nhưng mà người ta không có một cái con đường hướng hỗ trợ. Thì tụi em nghĩ là nếu như muốn giảm cái tỷ lệ đó thì cái duy nhất mình sẽ phải hỗ trợ họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất, đó là cái giai đoạn họ mang thai và sinh em bé. Và sau đó thì khi mà trong cái giai đoạn sau khi sinh em bé xong thì họ sẽ được, các mẹ đơn thân sẽ được tụi em cho đi học nghề ở những cái ecosystem của trong trong cái ecosystem của tụi em, có thể học những cái ngành nghề mà trong khả năng của họ. Và sau đó nếu như họ có được một cái nghề rồi thì họ sẽ ra khỏi mái ấm. Và trong trường hợp nếu như sau 6 tháng mà họ không có được một cái học nghề, học không 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 có học nghề được, hoặc là cũng không có tìm được một cái công việc thì họ vẫn phải đi ra ngoài. Mà nếu như họ có được một công việc thì họ có thể ở lại được thêm 6 tháng nữa để mình giảm cái tỷ lệ là họ cứ ở đó và ăn bám Đúng rồi, đúng cái rồi. mái ấm. Thì cái việc đó nó giúp, đó là cái một trong những cái nguyên nhân mà giúp cho tụi em phải thành lập cái She Will Be Strong. Tại vì tụi em muốn giúp cho người phụ nữ khỏe mạnh hơn cả về thể chất và tinh thần. Đó là cái lý do tại sao She Will Be Strong ra đời. Thì xung quanh đó, ngoài cái việc là như như anh nói là chúng ta đều biết là cái việc hoạt động xã hội hay từ thiện nó sẽ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, từ cái tâm mình mong muốn làm điều tốt hay là đánh bóng tên tuổi hay là hiện tượng blue hay greenwashing, thì mỗi cá nhân hay doanh nghiệp đều sẽ có cái lý do riêng cho việc làm từ thiện hay là hoạt động xã hội của mình. Cái đúng hay sai, nên hay không nên, nó sẽ rất là khó để phân định.
vì những trường hợp thì sẽ cần có những cái đánh giá cụ thể khác nhau. Ở đây đối với em thì doanh nghiệp của mình đơn giản là chỉ là em mong muốn đóng góp một phần nào đó giá trị cho cuộc sống. Mình sẽ không thành công nếu như không có sự hỗ trợ của cộng đồng. Cho nên việc lo cho nhân viên có cuộc sống ổn định, rồi đầu tư phát triển doanh nghiệp của mình thì còn muốn chia sẻ với cộng đồng, bởi trong cộng đồng có thể có khách hàng và nhân viên của mình ở trong đó nữa. Và những cái người mà đã đóng góp cho sự thành tựu cho doanh nghiệp của mình thì cũng nằm trong cộng đồng. Cho nên là thường thì những cái khách sạn của em sẽ có những cái ngày gọi là community day. Thì những cái ngày đó thì mỗi cái property sẽ có những cái công việc khác nhau. Đối với những cái property mà ở ngoài biển thì mình sẽ làm những cái hoạt động giống như là đi nhặt rác ở biển, hoặc là hỗ trợ những cái cô chú trong những làng chài. Rồi đó, tùy mỗi cái property thì sẽ có mỗi cái ngày community khác nhau và những cái công việc khác nhau. Thì tại vì khi mà mình cảm thấy là mình may mắn thì mình sống mình biết trân trọng hơn. Giống như hồi nãy anh có nói về những cái việc là thiền hoặc là những cái tín ngưỡng, thì theo như em nghĩ là đạo nào nó cũng sẽ là những cái đạo tốt, nhưng mà quan trọng nhất thì nó sẽ giúp cho mình sống biết hiểu và thương, và mình sẽ sống biết ơn, mình biết ơn và mình trân trọng từ những cái nhỏ nhất. Cho nên là khi mà mình biết biết ơn và mình trân trọng những cái điều nhỏ nhất thì mình sẽ biết chia sẻ và hỗ trợ những cái hoàn cảnh thiếu may mắn trong xã hội. Thì cũng là những cái điều mà em hướng tới, và cái văn hóa của công ty hướng tới. Những cái điều khi những cái việc chia sẻ và giúp đỡ đó đối với mình nó có thể là ít, nó có thể, nhưng mà đối với những cái người nhận được những chia sẻ đó thì nó rất là nhiều và nó cần thiết, và họ rất là trân trọng cái điều đó. Cái cảm giác nó giống như là mình có thể hình dung giống như là khi mình khát nước mà có ai đó đưa cho mình chai nước thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và mình rất là trân trọng cái chai nước đó. Và cái việc mà mình không có toan tính thiệt hơn trong những cái việc này thì nó lại mang lại lợi ích, nó có mang lại lợi ích cho doanh nghiệp hay không, và cái giá trị của công ty có phải được xác định qua hiệu quả kinh doanh thì nó mới là điều quan trọng nhất. Chúng ta có thể thấy là khi nhắc đến cái sự tăng trưởng của Microsoft thì đó chính là vì họ có tầm nhìn và hoạt động kinh doanh hiệu quả, chứ nó không phải vì đơn giản là Bill Gates đã cho đi bao nhiêu tiền. Đúng là khi mà người ta nhắc đến Bill Gates thì sẽ nhắc đến là những cái công việc từ thiện của Bill Gates, nhưng rõ ràng khi nhắc đến Microsoft thì về hiệu quả kinh doanh của Microsoft như thế nào. Và có câu nói là sống là sẽ chia chứ không phải chỉ nhận cho riêng mình. Thì khi mình còn cho đi vì điều gì hay để đạt được gì thì tự khắc mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho mình. Còn đối với em, chỉ đơn giản là cho đi làm cho mình thấy là mình có ích. Tuyệt vời. Thì những cái mà anh cũng 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 follow Quyên, nó thấy những cái hoạt động của em về mặt xã hội nó cũng inspire anh nhiều lắm. Đấy, em cũng là một trong những cái nguồn gọi là động lực của anh đấy. Cảm ơn anh. À, còn cái chuyện về còn cái còn một cái mảng nữa, em cũng rất là hỗ trợ rất là nhiều, đó là về cái hoạt động bóng rổ. Tại vì anh thấy cái bóng rổ thì ở Việt Nam mình nó cũng chưa có được phổ biến lắm, đúng không? À, em có thể chia sẻ thêm về cái hoạt động bóng rổ được không? Tại vì anh thấy là càng ngày là nhiều bạn trẻ là quan tâm đến cái môn này lắm á. Dạ, tại sao cái tụi em thành lập cái đội bóng rổ Thăng Long Warrior thì nó cũng mang đến, nó là hai yếu tố xuất phát từ cái việc là cái trước đây cái môn thể thao bóng rổ nó không không phổ biến cho giới trẻ. Thực ra người Việt Nam mình chủ yếu là thích chơi bóng đá và mê bóng đá nhiều hơn. Tại vì bóng rổ nó gần giống như là một môn thể thao cho nhà giàu. Như anh thấy ngày xưa lúc mình còn nhỏ thì mình chơi bóng đá mình có thể chơi bất kỳ đâu, có thể có giày, có thể không cần giày, trái banh mình có thể là có tiền thì mua banh da, không có tiền thì mua banh nhựa, còn không có tiền nữa ở quê thì lại lấy lá chuối cuộn lại làm trái banh. Thì nó có rất là nhiều hình thức để mình có thể chơi bóng đá, nhưng bóng rổ thì phải có tiền mua được trái bóng rổ mới chơi được, chứ không có thể nào mà cuộn lá chuối làm trái bóng rổ được. Rồi phải có sân, phải có rổ, thì cái môn bóng rổ nó sẽ là môn tốn chi phí nhiều hơn môn bóng đá. Nhưng mà cái lứa tuổi cầu thủ bóng rổ ở Việt Nam thì em khi mà làm việc với các bạn thì mới nhìn thấy được là đam mê
Có một vài cầu thủ trong đội của em thì khi mình nhìn thấy được là đam mê của các bạn rất lớn. Tức là trong trước khi mà thành lập đội thì mọi mọi người vẫn chơi bóng rổ, và mặc dù cái nguồn thu nhập chính của các bạn không phải đến từ bóng rổ và các bạn vẫn phải làm những ngành nghề khác để có thể kiếm được nguồn thu nhập cho mình để nuôi sống được mình, gia đình của mình, nhưng các bạn vẫn đam mê bóng rổ. Có những anh là hàng ngày vẫn chạy xe tải chở hàng, nhưng mà vẫn đi chơi bóng rổ tại vì đó là đam mê của ảnh chứ không bao giờ bỏ. Hoặc có những bạn là cái nguồn thu nhập từ bóng rổ rất ít nhưng vẫn đam mê cái bóng rổ đó, và mình nhìn thấy được là cái sự đam mê của họ rất lớn. Cho nên là mình thành lập ra một cái đội bóng rổ để mình giúp họ nuôi cái ngọn lửa đam mê đó, và mình giúp cho họ có một cái nguồn thu nhập ổn định hơn cho cái nghề, cho cái đam mê của mình. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa thì với cái mong muốn mang lại một cái bộ môn thể thao cho giới trẻ. Cái môn thể thao bóng rổ hầu như mọi người hay nghĩ là chơi bóng rổ để nâng chiều cao á, nâng cao chiều cao, thì đó cũng là cái mà một trong những cái lý do để mình nâng cao cái thể trạng của trẻ em Việt Nam, và một trong những cái xu hướng mới cho trẻ em Việt Nam có thêm một cái môn mới để các bạn có thể chơi. Và trong một cái thời gian làm bóng rổ thì em nhận ra thêm một điều nữa, đó là em nó cũng gần giống như những môn thể thao khác, nhưng mà cái môn thể thao bóng rổ nó là một cái môn rất là nhanh, nó rất là intense. Có những gia đình đó là từ đầu mùa cho đến cuối mùa giải là ba mua vé nguyên một cái mùa giải đó và đúng cái số ghế đó cho hai cha ba cho con đi xem với nhau, và đúng cái vị trí đó, tất cả các trận đấu đều nhìn thấy đúng vị trí đó là ba cha con ngồi ở đó. Thì khi mà gặp nói chuyện thì người ba mới nói rằng là anh rất là thích bóng rổ, và từ khi mà có VBA ở Việt Nam thì anh cho con anh đi xem, tại vì con anh nó cũng thích bóng rổ từ những cái môn từ từ những cái mùa giải của VBA, và những cái lúc mà xem bóng rổ chung với con, những cái lúc mà trận thắng, những cái lúc mà những cái kịch tính, những cái pha kịch tính, thì anh với con của anh có rất là nhiều những cái connection với nhau, có nghĩa là xây dựng thêm được những cái mối quan hệ mà cái bonding với nhau á, mà dường như là trong cuộc sống hàng ngày nó không đủ để bonding như vậy, mà trong những cái lúc mà xem bóng rổ thì cái anh xây dựng được cái sự bonding của anh với con anh rất là lớn, thì nó giúp ích cho được người cho ba mẹ và gần lại với con cái của mình hơn thông qua một cái môn thể thao. Hay quá. Đúng rồi, anh thấy nhiều khi bậc cha mẹ nhiều lúc là mình cũng có những cái việc riêng của mình á, mà mình quên. Nói đâu xa bản thân anh cũng là vậy thôi, chứ nhiều lúc anh cũng hứa với con là cái việc này làm, nhưng mà nhiều khi có cái deadline khác nó chạy tới thì lại có lúc phải thất hứa với nó là phải bù lại sau. Đấy đấy, kiểu kiểu vậy. Nhưng mà đúng là có những cái moment, những cái khoảng khắc thời gian mà cha mẹ với con cái với nhau nó hay lắm Quyên. Tuyệt vời. Như vậy là cái buổi trao đổi hôm nay, cái buổi nói chuyện hôm nay với Quyên rất là tuyệt vời. Đó là Quyên chia sẻ với các bạn trẻ về những cái quan điểm về 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 công việc, về các cái trách nhiệm và các cái việc mà mình làm, đóng góp chia sẻ lại với cộng đồng. Và rất là quan trọng là không phải là quan trọng là bạn xuất phát từ đâu, nó luôn đòi hỏi bạn là một cái sự cố gắng và bền bỉ liên tục. Cảm ơn Quyên rất là nhiều đã chia sẻ với các cái thính giả của chương trình podcast Chàng Ngốc Già. Mến chúc em là luôn luôn tràn đầy năng lượng và có những cái chia sẻ thêm với cộng đồng Quyên nha. Anh cảm ơn Quyên rất là nhiều. Cảm ơn trên podcast Chàng Ngốc Già, và chúc cho podcast của anh sẽ truyền tải được nhiều cái năng lượng và truyền tải được nhiều cái nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ. Anh cảm ơn Nguyên rất là nhiều. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái podcast lần sau. Mến chào các bạn.